Thưa quý vị, bộc lộ khả năng hội họa từ năm 4 tuổi, gần 250 tác phẩm hội họa, nhiều buổi triển lãm lớn nhỏ được tổ chức tại New York của Mỹ, Singapore, Việt Nam, London, Dubai, đều báo chí nước ngoài ví gọi như là thần đồng hội họa và ví tài năng của cậu như là danh họa Jackson Pollock. Đó là những thành tích đáng nể của một chàng thiếu niên sinh năm 2007. Seo Ju mới đây cũng đã có một buổi triển lãm đặc biệt khi đem những tác phẩm hội họa của mình vào trong các sản phẩm làng nghề Việt. Và thần đồng hội họa Seo Ju sẽ là khách mời của Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Triển lãm các làng nghề truyền thống Việt Nam được diễn ra tại nhà trưng bày Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều làng nghề trên các cả nước, lấy chủ đạo là hai loài hoa, hoa lê và hoa hồng. Seo Ju đã đem đến hơn 15 tác phẩm hội họa, gần 100 sản phẩm từ các làng nghề. Với mong muốn phục hồi và gây dựng lại các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thông qua các làng nghề, Seo Ju và gia đình đã nghiên cứu, tìm tòi trên khắp cả nước để đem đến cho khán giả những tác phẩm đặc biệt. Mẹ của mình, bà Nguyễn Thị Thu Sương, thì đã gắn kết với cái nghề hội họa từ năm 1999 rồi. Sau 3 năm Covid, thì bà đã đi khắp nơi, đi khắp nước Việt Nam để tìm tòi những cái tinh hoa, tinh túy nhất trong văn hóa làng nghề thủ công của Việt Nam. Thì cũng may mắn thay là em trai út của mình, họa sĩ Seo Ju, cũng rất là đam mê trong cái việc vẽ tranh, cho nên tụi mình kết hợp lại hội họa đương đại của Seo Ju làm lên những cái buổi triển lãm ngày hôm nay. Thông qua triển lãm các làng nghề truyền thống Việt Nam mà Seo Ju và các nghệ nhân đã tạo tiền đề cho sự giao thoa giữa cái cũ với cái mới, giữa hiện đại với truyền thống. Cũng qua triển lãm này mà các nghệ nhân đã thấy được những lối mở cho các làng nghề truyền thống. Cái nghề truyền thống của mình này phục vụ làm sao mà để cho biết đến cái nghề của làng mình càng ngày càng phát triển hơn. Thì rất muốn cái nghề tranh đan hồ này sớm nhất có thể được tổ chức UNESCO công nhận cái nghề tranh đan hồ là di sản của thế giới, để mà mình đi mình làm những công việc để mà quảng bá lại cái nghề này với các bạn bè thế giới. Hải Triều giới thiệu với quý vị, chúng ta cùng trò chuyện với một họa sĩ trẻ và rất tài năng. Xin chào Seo Ju ạ. Chào anh. Tính riêng ở Việt Nam thì bạn đã có 3 triển lãm rồi, đúng không? Và lần này thì có một cái triển lãm đặc biệt kết hợp giữa hội họa và các làng nghề truyền thống. Thì với triển lãm lần này, cái cảm xúc của em như thế nào? Đây cũng là những năm cuối em ở Việt Nam trước khi em đi ra nước ngoài học ấy. Thì triển lãm này em cũng thấy rất đặc biệt với em khi được tổ chức ngay tại Việt Nam. Với lại còn ra thì kèm với triển lãm này nó không chỉ là tranh em mà nó còn là một sự kết hợp giữa các làng nghề hội họa mà công ty San đã kết hợp với tranh em để làm ra. Thì em rất là vinh dự vì có một cái cơ hội để cái hội họa mình có thể kết hợp được với những cái làng nghề truyền thống của Việt Nam mà làm ra những cái sản phẩm mà cũng trưng bày ở phòng triển lãm này. Ngoài những bức tranh ở đây ra thì còn là những cái vật dụng được trưng bày ở những cái khu vực như thế này. Nó là sự kết hợp giữa hội họa và những cái làng nghề truyền thống, một cách để mà giúp cho những cái làng nghề truyền thống không có bị mai một. Như vậy thì ở triển lãm này có những điều gì khác biệt so với những cái triển lãm trước đây, ngoài việc là nó kết hợp giữa làng nghề truyền thống với là hội họa? Bộ triển lãm lần này thì em vẽ chủ yếu là hai loại hoa là hoa lê với là hoa hồng. Thì cái này là do mẹ em có trồng hai vườn, một là vườn hoa hồng và vườn hoa lê. Nãy giờ trò chuyện với Seo Ju thì anh thấy là trong cái chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình với hội họa thì hình như là mẹ luôn luôn song hành với mình, đúng không? Có phải đây là cái nguồn cảm hứng lớn nhất của mình để mình có thể mình đưa ra những cái bức tranh với những cái tác phẩm này không ạ? Em nghĩ lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, tại vì mẹ em cũng là một người làm phòng tranh, thì em có tiếp xúc nhiều với những tác phẩm nghệ thuật, dù ở phòng tranh mẹ hay là dù ở những chuyến đi truyền lãm mà mẹ dắt em đi. Và ngoài ra, một cái nguồn cảm hứng của em vẽ cũng là từ mẹ, là từ niềm yêu hoa của mẹ. Cho nên đó là lý do tại sao nếu anh và mọi người nhìn thấy những cái tác phẩm của em thì luôn luôn đâu đó sẽ có những bức hoa, và những bức hoa đó là em dành tặng cho mẹ. Rất là dễ thương, phải không ạ? Và không chỉ là những cái bức tranh về hoa, mà bất kỳ một cái bức tranh nào nó là một cái tác phẩm nghệ thuật thì nó đều có những cái thông điệp ở trong đó. Và Seo Ju muốn gửi gắm những gì
thông qua những cái bức tranh mà Sẹo Chu đã vẽ? Những bức tranh của em thì em đơn thuần vẽ nó để bày tỏ những cảm xúc của em. Thì đương nhiên mỗi bức tranh sẽ có một cảm xúc của một cảm xúc khác nhau mà người xem có thể nhận được. Họa sĩ Sẹo Chu được nuôi dưỡng trong ngôi trường hội họa từ năm lên 4. Sẹo Chu đã thực sự bộc lộ những tố chất nghệ thuật qua những tác phẩm được trưng bày tại các buổi triển lãm lớn trên thế giới như tác phẩm Vịnh Hạ Long, triển lãm ở George Burgess Gallery tại New York, được định giá 150.000 đô la Mỹ. Tác phẩm Hoa Mai May Mắn được đấu giá 522 triệu Việt Nam đồng trên sàn NFT. Hai bộ tranh Mù Cang Chải triển lãm tại Dubai Expo 2021. Cùng với đó là khoảng 250 tác phẩm nghệ thuật khác và 5 cuộc triển lãm cá nhân được tổ chức tại New York, Singapore, Việt Nam, London, Dubai. Tranh của Sẹo Chu mang đến cho người xem những góc nhìn mới lạ, kể cả những cảnh vật, địa danh quen thuộc với nhiều người. Để mà bức tranh được khách tham quan cảm nhận được và đặc biệt là đến được với công chúng thì nó phải cần có một cái sự đồng cảm. Theo Sẹo Chu thì bạn đang có được một cái sự đồng cảm đó nhiều chưa từ phía công chúng? Bởi vì mình còn rất trẻ mà. Tại vì có nhiều họa sĩ, có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung thì họ mất rất nhiều năm, thậm chí là vài chục năm để tìm được cái sự đồng cảm đó. Em vẫn thấy cái mục đích của em vẽ là chỉ để ghi lại những cái gì mà em muốn. Nhưng mà một điều em dùng cho em nữa là cho em có được cái có nhiều người yêu thích và em dùng nó để gây những cái quỹ. Tại trên đó cũng là một cái phần mà một cái mục đích mà em hướng tới. Sẹo Chu vừa nhắc đến cái việc là mình có một cái quỹ để hỗ trợ cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn từ việc bán đấu giá những bức tranh của mình. Bạn có thể nói rõ hơn về quỹ này được không ạ? Tại nó bắt đầu là lúc em còn nhỏ thì mẹ em hay dắt em đi những cái chương trình từ thiện. Nhưng mà lúc em bức tranh em thì bán được thì em và gia đình bắt đầu làm một cái quỹ để có thể giúp các bạn học sinh, chủ yếu học sinh bằng tụi em hay là mấy anh chị lớn hơn học đại học. Thì em và gia đình có đi qua các tỉnh miền Trung như là Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và gặp họ trực tiếp. Chúc cho Sẹo Chu sẽ có thật nhiều cảm hứng sáng tác trong cái con đường nghệ thuật sắp tới của mình. Bạn còn rất trẻ và một chặng đường rất dài ở phía trước, và hy vọng là bạn không chỉ là niềm tự hào của gia đình mình mà sẽ là niềm tự hào của hội họa Việt Nam. Thông qua cuộc trò chuyện với lại họa sĩ trẻ này thì mình thấy là nghệ thuật không có phải là một cái điều gì đó quá xa vời, phải không ạ? Nó xuất phát từ những cái gì rất gần gũi, rất thân quen trong cuộc sống của mình, và đặc biệt hơn đó chính là một cái sự đồng cảm giữa những người hoạt động nghệ thuật và những người thụ hưởng những giá trị nghệ thuật đó. Xin chúc quý vị một buổi sáng thật nhiều cảm hứng ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.